Rồi. Chút. Rồi khó quá đấy. Trong xe mình cũng rất là. Ê, có mùi rồi. Mùi á. Em ơi, chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng chưa á. Chưa ăn sáng. Dạ. Rồi. Ăn đi lên nè. Alo. Tôi đợi về vô. Nè, cái này cái này tốt cho sức khỏe lắm. Ê, ngọt hay là mặn vậy? À, không ngọt không mặn. Ok. Ok nhé, cái này tốt cho sức khỏe nha. Ủa? Vậy cay quá vậy? Được cái gì vậy? Sao? Cảm thấy sao? Cắt ra cái này. Cay đắng. Đắng? Đắng, cay cay. Uh-huh. Không ngon mấy. Không ngon mấy hả? Hình phạt mà sao ngon được em? Trời đất ơi. À, ghê quá, là cái gì vậy? Rồi, em có thể mở mặt coi ra. Không? À, dạ, phải mở mắt ra. Cười. Ok. Đây là cái trái khổ qua thôi. Em biết luôn là cái đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà không biết tên. Okay. Nhưng mà em không có ăn cái đó. Không okay. Có ăn thường. Ok, rồi, bây giờ mình nói tiếp ba. Ok.